Thưa thầy cho con hỏi hoàn cảnh nào câu nói có thực mới vực được đạo đã được nói ra lần đầu tiên? À, cái này ai nói thì hỏi người đó, sư không có nói, sư Tuệ Tường không có nói, Phật cũng không có nói, thì làm sao mà sư biết ai là người nói? Cái câu đó thì thiên hạ gọi là cái phong tục tập quán người dân thì ai đó hồi xưa người ta nói. Ý nghĩa câu đó có nghĩa là có thực ở đây là có ăn á, có ăn thì mới mới nói cái chuyện đạo lý được. Thì đây là một quan điểm dân gian. Thì quan điểm dân gian không nhất thiết phải trùng với quan điểm Phật giáo. Bởi vì nếu như chúng ta nói một cách rốt ráo á, thì cái việc tu á là đi đến sự giải thoát giác ngộ, và thậm chí điều đó vị ấy có thể không màng cái chuyện ăn uống. Bằng chứng là vào thời kỳ Đức Phật quá khứ, có 5 vị tỳ kheo, khi mà thấy Phật pháp suy vi thì mới bỏ rủ nhau lên rừng, lên núi, leo lên trên một cái ngọn núi, rồi sau đó là phá hỏng cái thang. Rồi 5 vị đó ở trên đó tu thì theo cái kiểu là một là chứng, hai là chết. Thì khi các vị ấy nỗ lực tu như thế thì không có ăn uống gì cả, không ăn cũng không uống, tức là không có thực đấy, không ăn cũng không uống. Thì một vị chứng A-la-hán, thì sau khi mà vị ấy chứng A-la-hán, vị ấy dùng thần thông đi bát khất thực về chia cho các sư đệ ăn, thì các vị ấy mới nói rằng chúng tôi lên trên đây tu không phải là để ăn, mà là để chứng đắc điều chưa được chứng đắc, cho nên là sư huynh chứng rồi, sư huynh khất thực được thì sư huynh cứ ăn, chừng nào tụi tôi khất thực được tụi tôi sẽ ăn cái phần của tụi tôi. Rồi không bao lâu thì vị thứ hai hình như là chứng A-na-hàm, thì vị ấy cũng đi khất thực về, và 3 vị còn lại thì cũng nói như thế, và vị thứ hai thì cũng bỏ đi. Còn 3 vị còn lại ở trên núi đó cuối cùng không chứng đắc gì cả và mệnh chung. Thì một trong số đó thì sau này á, vào thời kỳ của Đức Phật, thì là một cái người thương nhân ở trên thương thuyền bị đắm tàu đó, rồi dùng cái vỏ cây rồi để che cái chỗ kín, rồi người ta tưởng là một vị A-la-hán, người ta cúng dường, rồi vị này cũng có tà kiến, nói chung là chuyện nó dài. Thì cái vị mà chứng A-na-hàm năm xưa đó mới quay trở lại bảo với vị này là ông chưa có chứng A-la-hán đâu, vị A-la-hán chánh đẳng giác đã có ở thế gian, ông hãy đi đến đảnh lễ đó. Thì quay trở lại với, và sau đó ha, sau đó thì cái vị này đến gặp Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn thuyết pháp, sau đó cũng chứng đắc đạo quả. Nói như thế thì quay trở lại cái câu chuyện là 5 vị lên trên núi để mà tu hành đó, 5 vị đó rõ ràng không có ăn uống gì cả, thì vẫn có vị chứng đắc được thánh đạo thánh quả. 3 vị kia chẳng qua là không kịp chứng là đã mệnh chung rồi. Nói như thế cái câu mà có thực mới vực được đạo không chính xác trong trường hợp này. Còn trong những trường hợp khác thì Đức Thế Tôn vẫn cho các vị tỳ kheo đi khất thực, và Đức Thế Tôn nghiêm cấm cái việc là tuyệt thực. Cái vị nào muốn thực hành hạnh đầu đà thì chỉ thực hành tối đa là ngày ăn một bữa hoặc ngày ăn một lần là đủ rồi, chứ không được tuyệt thực. Vị tỳ kheo hàng ngày vẫn phải đi khất thực. Nói như thế để quý vị có cái nhìn nó rộng mở, chứ để mất công nói sau này ở Phật giáo nó quá khắt khe tu gì đâu mà phải nhịn đói nhịn khát thì không tới mức đó. Nhưng sư đưa ra để cho quý vị thấy là cái câu mà có thực mới vượt được đạo là không phải do Phật nói ha. Thành ra là các sư không chịu trách nhiệm cho cái tính chính xác hoặc không chính xác của cái câu này. Không biết là Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì không, hay là chúng ta qua. Dạ vâng.